Người tướng tá thì cô chán cái gì vậy mà đầu tiên cưới thêm vợ nữa. Đó là vậy đó. Rồi anh ngồi đây đi, bây giờ tôi chỉnh lại cho anh. Dạ. À, được tới đó, ok. Bên này, bên này thì xa hơn. À, được rồi, ok. À, rồi cứ đứng vậy ha. Giờ để tôi điều chỉnh cho nha. Dạ. Rồi đó là... Rồi nhà ở đâu? Ở Vũng Tàu đó. Yên nhà là lên tới đây. Rồi giờ tối ở đâu? Tối em về chỗ nhà bà chị ở trên chỗ Đầm Sen. À, Đầm Sen đây gần rồi. Vậy đỡ rồi. Ghê không? Nè rắc ha. Đấy, xương cốt rồi. Không biết. Không biết. Yeah. Rồi để yên, để yên mình đừng đứng. Thế nào? Chắc nó vào rồi nè. Chắc nó nhẹ. Nằm đầu luôn. Nằm luôn đi. Nghe sao? Ngồi xuống đi. Nghe không thấy còn vướng vướng ở đâu. Không. Rồi, bây giờ đi tới luôn để coi sao. Đi ngon là đi, đi mạnh dạn lên. Đấy. Bây giờ đi khác rồi phải không? Đi tới luôn mạnh một chút đi. Đi giờ là còn tạo kiểu. Đây là silo. Rồi sao? Không còn vướng nữa là không còn vướng nữa. Mà cảm thấy nó... Làm chừng nó đi đâu mất hả? Nó đi đâu mất rồi. Thôi ngồi xuống đi. Thiệt ra là anh nói anh đi đâu mất nhưng mà chưa đâu mất đâu. Bởi vì mình thấy cái tướng anh đi á, thì anh chưa có ngay. Nè, rồi nằm xuống đi. Đấy. Đó, thẳng cái người ra. Thẳng người ra đó, vậy đó, vậy đó. Đó, nằm thẳng người ra vậy đó. Thấy chưa? Rồi, co cho người lên. Đấy, co về nè đó. Tại vì là nó cụp cái lưng rồi giờ mình kéo lại rồi. À. Bây giờ ngồi xuống đứng dậy bắt đầu khác rồi. Rồi. Giờ nó đi đâu rồi? Hôm nay có vướng đi đâu? Đi đâu? Không nghe vướng mắt gì hết. Không có, bây giờ cứ đi mạnh bạo cho tôi nhanh lên coi. Đó. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Chườm Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123
0983 2186688 hoặc 0983 581 652.